Еще несколько Mấy chục năm trước đây, tên của ông còn vang dội khắp cả nước. Tư lệnh binh đoàn kỵ binh số 1, nổi tiếng trong những năm nội chiến, một trong những nguyên soái đầu tiên và ba lần anh hùng Liên Xô, Semyon Budonui. Ông được gọi là nguyên soái nhân dân. Mọi người yêu quý ông, kính trọng ông và cố gắng bắt chước ông. Những chiến công của Budonui được viết thành những bài hát, dựng thành kịch và quay thành phim, và trên các trang báo thời đó lúc nào cũng có ảnh của ông. Semyon Budonui vẫn là một huyền thoại sống cho đến những ngày cuối đời mình. Nhưng ngày nay vinh quang này thường được cho là nhờ công lao của bộ máy tuyên truyền Xô Viết. Nhưng ít người biết rằng cuộc sống của con người này còn rực rỡ hơn những gì có thật và được đồn đại về ông mà dân gian truyền tụng cho đến ngày nay. Đất nước Xô Viết, những lãnh tụ bị lãng quên. Budonui, người thường được coi là biểu tượng của sức mạnh cô dắt, thực chất không phải là người cô dắt. Ông sinh ngày 25 tháng 4 năm 1883. Ông nội của ông là người gốc ở tỉnh Voronezh, nhưng cùng gia đình chuyển đến vùng Cô Dắt Sông Đông, tỉnh quân đội Sông Đông, nông dân từ các vùng khác nhau, tìm ở miền Nam đế chế Nga số phận tốt hơn và có cơ hội nuôi gia đình và con cái mình. Tuy nhiên, họ không vui khi đến đây. Người Cô Dắt tiếp đón họ một cách thận trọng và gọi họ là dân ngụ cư. Số phận dân ngụ cư khá cực nhọc. Họ thậm chí còn phải cúi đầu khi gặp người cô dắt ở đây. Sau đó tập tục này đi vào quá khứ, nhưng nói dắt người nơi khác đến, ở đây họ là những người xa lạ. Budonui cũng cảm thấy điều đó. Bố của Budonui buôn bán lẻ, đi làm thuê cho các nông trại, hay từ làng này sang làng khác. Nhà Budonui có 7 người con trai cả thậm chí đi Mỹ để tìm kiếm vận may. Nhưng số phận khác chờ Semyon. Mùa đông năm 1892, lạnh giá và đói khát triền miên. Để nuôi cả nhà, Mikhail Budonui vay tiền của nhà buôn Yaskin, nhưng ông không thể trả nợ đúng thời hạn. Cậu bé Semyon mới 9 tuổi phải đi làm cho nhà Yaskin. Cậu ta làm những việc vặt và phục vụ trong nhà. Con gái nhà buôn dạy cho cậu ta kiến thức và số học. Lớn lên một chút, Budonui làm việc ở lò rèn và làm thợ lò tại một xưởng tuốt lúa. Năm 1903, Semyon Budonui được gọi nhập ngũ. Ông được vào học trường kỵ binh. Từ đây, ông được điều đi tiếp viện cho trung đoàn cô dắt sông Đông số 46. Ở đây, vị nguyên soái tương lai tìm ra niềm đam mê của mình. Không lâu sau, bố ông nhận được thư của con trai mình. Con tập luyện bằng mồ hôi và máu, nhưng con vẫn giữ vững được ý chí, bởi vì con biết công việc mình làm. Bố đừng lo cho con, lúc nào con có được kinh nghiệm thì công tác ở đây sẽ vui hơn. Con quyết định mình sẽ trở thành quân nhân, điều đó ở nhà con không hề mơ tới. Chiến tranh Nga-Nhật bắt đầu. Mảnh đất Mãn Châu Lý xa xôi đang chờ chàng kỵ binh. Budonui không tham gia những trận đánh lớn, nhưng quen ngửi mùi thuốc súng. Đơn vị ông bảo vệ hậu phương, quân Nga chống bọn Hồng Hồ Tử. Đó là nhóm băng cướp người Hoa hoạt động ở vùng Viễn Đông của Nga và vùng Mãn Châu Lý.
Chúng chuyên cướp bóc và khủng bố bắt cóc người để tống tiền và thực chất là biến họ thành nô lệ. Trong một chuyến trinh sát, Budanui bắt được một tên của băng Hồng Hầu Tử và ông nhanh chóng được mệnh danh là một người dũng cảm. Sau khi chiến tranh Nga-Nhật kết thúc, Budanui được chuyển đến trung đoàn kỵ binh Dragoon, đóng gần Vladivostok. Dragoon là một loại kỵ binh dùng để chiến đấu cả trong đội hình có ngựa và bộ binh. Đến năm 1918, ở Nga chính thức bãi bỏ các trung đoàn Dragoon. Ở Nga bắt đầu bùng nổ cuộc cách mạng năm 1905. Công nhân bãi công, nông dân đốt trang trại của địa chủ, bọn khủng bố sát hại. Các bộ trưởng và các thống đốc tại các thành phố lớn diễn ra xung đột trên đường phố. Cũng như phần lớn nông dân, Semyon ủng hộ ý tưởng cách mạng, nhưng ông vẫn trung thành với Nga ngoài và lời tuyên thệ. Khi ông được hỏi về các sự kiện đang diễn ra, ông trả lời ngắn gọn: nhiệm vụ của tôi là phục vụ. Năm 1907, Budanui được phong hàm hạ sĩ quan. Ông không chỉ là một tay đua xuất sắc, mà còn là huấn luyện viên ở trường sĩ quan kỵ binh cao cấp. Ông mơ ước tích lũy tiền để mở trang trại ngựa giống và để nuôi ngựa, động vật mà ông vô cùng yêu quý. Mùa hè năm 1914, Semyon Budanui được về nhà ở sông Đông. Trong tháng hòa bình cuối cùng đó, ông cưới con gái của một nông dân Konadeda Goncharova. Nhưng đôi bạn trẻ không kịp hưởng hạnh phúc gia đình. Không lâu sau, có tin về lệnh tổng động viên, bắt đầu chiến tranh thế giới thứ nhất. Đường trở về trung đoàn của mình ở Biển Đông quá xa, nên Budanui được điều động đến Amavi để huấn luyện lính mới. Không lâu sau, Semyon được cử đến trung đoàn Dragoon của sư đoàn kỵ binh cấp cấp. Còn các trận chiến của chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với ông ở Ba Lan. Ngày 8 tháng 11 năm 1914, ở gần thành phố Vojezina thuộc mặt trận phía Tây, Budanui được thưởng huân chương Thánh Georgi hạng 4 do chiến công chặn đoàn xe Đức và bắt tù binh. Sau đó, các kỵ binh Dragoon được phái đến Ba Tư, và tại đây, Budanui bị tước phần thưởng đầu tiên của mình. Sự việc xảy ra này là do một đồng đội của Budanui là trung sĩ Khetanov vì lý do gì đó đã xúc phạm và đấm vào mặt ông. Còn Semyon không chịu được và đánh trả kẻ sinh sự. Các nẻo đường chiến tranh nhanh chóng trở nên quen thuộc. Sau một loạt trận chiến thắng, một mệnh lệnh mới được ban ra: hành quân đến Baku và từ đó tiến sang Ukraine. Nhưng rồi sư đoàn buộc phải di chuyển theo hướng ngược lại, tham gia chiến dịch mới ở Ba Tư trong thành phần của quân đoàn viễn chinh của tướng Baratov. Bằng lòng dũng cảm, Budanui không chỉ lấy lại huân chương đầu tiên mà sau đó còn được thưởng mấy huân chương nữa. Budanui được mệnh lệnh đi bắt lưỡi để thực hiện nhiệm vụ. Ông chọn 4 chiến sĩ tình nguyện, và ban đêm tớp người dũng cảm tiến vào hậu cứ của quân thù. Cả tớp đến sát một trại nhỏ của quân lính Thổ Nhĩ Kỳ. Quân Thổ Nhĩ Kỳ đang ngủ yên, chỉ có 2 lính canh gác đang trực. Chúng bị trói gọn không một tiếng động. Semyon thu tất cả súng trường của bọn đang ngủ và ra lệnh chúng dậy. Bộ chỉ huy quân Nga nhận được không chỉ là một cái lưỡi mà 7 cái cùng một lúc. Vì chiến công này, Budanui được tặng thưởng huân chương Thánh Georgi tiếp theo. Không nên nhầm huân chương Thánh Georgi với huân chương Thánh Tử Đạo Vĩ Đại. Và Thánh Georgi Bách Thắng là huân chương quân đội cao quý nhất do nữ hoàng Ekaterina II lập ra. Năm 1807, ở đế chế Nga lập ra phù hiệu quân đội khác để tặng thưởng cho các cấp bậc thấp hơn trong quân đội như lính, thủy thủ và hạ sĩ quan. Năm 1913, phù hiệu này chính thức được đổi tên thành huân chương Thánh Georgi. Quân chương này có 4 hạng, cao nhất là hạng 1, để tặng thưởng chiến công trên chiến trường còn có huy chương Thánh Georgi 4 hạng vì lòng dũng cảm.
Năm 1917, sư đoàn nơi Buronui đang tại ngũ được đưa sâu về hậu phương. Lúc đó lan truyền tin làm chấn động tất cả mọi người. Hoàng đế Nikolai II thoái vị ngai vàng. Buronui tỏ ra thận trọng trước sự thay đổi này. Ông không là nhà cách mạng, nhưng ông cũng không theo phe phản cách mạng. Thời điểm gian khó đã đến với Nga. Vào tháng 10, Hội đồng Dân ủy do Lenin đứng đầu đã lên thay chính phủ lâm thời của Kerensky. Chính quyền mới bắt đầu đàm phán hòa bình với Đức. Chiến tranh kết thúc, mặt trận tan rã và sau khi phục viên, Semyon Buronui trở về vùng sông Đông. Nhưng ở đây cũng như trên toàn nước Nga, bùng lên cuộc chiến mới, cuộc nội chiến. Cũng như trước đây, cư dân chia ra hai loại, cô giác và dân ngụ cư. Người cô giác theo bạch vệ, dân ngụ cư theo hồng quân. Khi Buronui về nhà ở làng Latuska, ông đã có liên hệ từ lâu với Bolshevik và ủng hộ chính sách của họ. Tuy nhiên sau này ông nói đùa, tôi quyết định làm nguyên soái của hồng quân thì sẽ tốt hơn làm sĩ quan của bạch vệ. Cờ đó bay trên nóc nhà hành chính làng Latovska với dòng chữ Hội đồng đại biểu công nông dân, người cô giác và binh lính. Tuy nhiên khi đội quân bạch vệ đến gần làng, những người theo cách mạng phải rời khỏi quê hương. Cùng với Buronui, em trai Denis của ông và năm dân làng nữa đã ra đi. Buronui có súng lục và thanh kiếm, những người còn lại có súng trường, nhưng mỗi khẩu chỉ có 4 viên đạn. Không lâu sau, đội của ông đã có hàng chục người. Và đến mùa xuân năm 1918, đơn vị đã có vài trăm chiến sĩ. Ngày càng nhiều người gia nhập đội của Buronui để được chiến đấu chống bọn bạch vệ và giặc ngoại xâm. Tháng 3, những người Xô Viết thậm chí còn tuyên bố thành lập Cộng hòa Xô Viết Sông Đông. Nhưng nó tồn tại không lâu. Những người cô giác bắt đầu nổi dậy và quân Đức kéo đến vùng Sông Đông. Chính phủ nước Cộng hòa buộc phải rút khỏi thủ đô Rostov. Trong thời kỳ nội chiến, số người cô giác ủng hộ chính quyền Xô Viết không vượt quá 20% tổng số người cô giác ở đây. Trong cuộc chiến chống quân cô giác theo bạch vệ, hồng quân đặt hy vọng vào những người mà cô giác ở đây gọi là dân ngụ cư. Chỉ huy đội quân lớn nhất ở đây với các chiến sĩ dân ngụ cư là Boris Dumenko. Semyon Buronui là phó của ông. Lúc đó không ai có thể nghĩ rằng số mệnh sẽ biến hai chỉ huy quân đội từ đồng chí trở thành hai kẻ thù không đội trời chung. Boris Dumenko sinh năm 1888 ở vùng Sông Đông trong gia đình nông dân có gốc gác từ Ukraine. Trong nội chiến, ông chỉ huy đội du kích theo Hồng quân và được vinh danh là thanh kiếm số 1 nước Cộng hòa. Chính Dumenko là người sáng lập đơn vị kỵ binh hợp nhất đầu tiên của Hồng quân, chứ không phải là Buronui như bộ máy tuyên truyền Xô Viết chính thức xác nhận. Mùa hè năm 1918, trong tập hợp các đơn vị quân đội ở vùng Sông Đông, đã thành lập Trung đoàn Kỵ binh Xã hội Chủ nghĩa Nông dân số 1. Tháng 9, Trung đoàn triển khai thành lữ đoàn và đến tháng 11 thành sư đoàn. Dưới sự chỉ huy của Dumenko, Buronui làm trợ lý cho ông. Tháng 1 năm 1919, với sự tham gia của tư lệnh binh đoàn Egorov, quân đoàn kỵ binh được thành lập. Tuy nhiên, tư lệnh Dumenko sau đó bị bệnh sốt phát ban và bàn giao quyền chỉ huy quân đoàn cho Buronui. Còn Dumenko, sau khi khỏi bệnh, chỉ huy quân đoàn khác. Từ đó, con đường chiến trận họ tách ra cho mãi đến tháng 1 năm 1920, khi Hồng quân chiếm được Rostov trên sông Đông. Các đội du kích đỏ rút về Saritsyn, đây là thành phố mà sau này gọi là Stalingrad và bây giờ là Volgograd.
Các con đường kết nối miền khu vực trung tâm của Nga với miền nam của Nga đi qua đây, nên phòng thủ nó có ý nghĩa quyết định cho cuộc nội chiến. Lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, đạn dược đều đi qua đây. Nhiều nhà máy lớn cũng đặt ở đây. Và chính phủ Liên Xô làm mọi cách để giữ được thành phố. Du kích không đủ đồ ăn, nước uống và thuốc men. Còn người cô giác nổi tiếng là những chiến binh bẩm sinh. Và quân số của họ cũng vượt trội hơn hẳn. Những ngày phòng thủ Tsaritsyn trở thành giai đoạn quan trọng không chỉ với cuộc đời của Buronnui mà còn với cả đất nước. Chính nơi này là điểm giao của con đường binh nghiệp của Semyon Buronnui với tư lệnh mặt trận Tsaritsyn Kalimen Vorosilov. Và cũng tại đây ông cũng đã làm quen với Iosif Stalin. Stalin đến Tsaritsyn để tăng cường phòng thủ thành phố và giải quyết việc cung cấp lương thực thực phẩm cho miền Trung Nga. Đến thành phố cùng với Vorosilov và các ủy viên hội đồng quân sự của quân khu Bắc Cáp Cáp, Stalin bắt đầu thiết lập trật tự trong hàng ngũ du kích quân. Stalin quan tâm vấn đề để kỵ binh Hồng quân được trang bị đầy đủ quân phục, vũ khí đạn dược. Đến cuối năm 1919, quân đoàn kỵ binh số 1 được cấp quân phục mới. Và đến mùa thu năm 1920, toàn bộ chiến sĩ Buronnui mang quân phục mới. Quân phục được thiết kế dựa trên kết quả cuộc thi tổ chức vào năm 1918. Và có cả họa sĩ Viktor Vanessov tham gia cuộc thi đó. Theo phác thảo của Vanessov đã thiết kế áo khoác vạt dài với các dải màu ở ngực, ký hiệu cho binh chủng quân đội. Và thay cho mũ thường gọi là mũ chớp nhọn may bằng vải dạ, hình dáng gợi nhớ đến mũ của các hiệp sĩ Nga thời cổ đại. Sau này dân gian gọi mũ mới đó là mũ Buronnui. Buronnui trở thành phó chỉ huy lữ đoàn kỵ binh ở quân đội Nga Hoàng. Chức vụ này được trao cho sĩ quan giàu kinh nghiệm và tốt nghiệp trường quân sự. Còn bây giờ các kỵ binh Hồng quân xung trận dưới sự chỉ huy của một anh cụ nông dân không có kiến thức gì về quân sự. Ngay cả khi đã là chỉ huy, Semyon Buronnui vẫn sống thật với chính mình và đi đầu các mũi tấn công. Mùa thu năm 1918, Semyon sống sót một cách thần kỳ khi loạt súng máy bắn chết ngựa của ông. Cần vũ của ông cũng suýt bị hy sinh. Mùa đông năm 1919, Buronnui cùng đồng đội có chuyến đột kích vào hậu phương quân địch và trở về với vô số chiến lợi phẩm. Vì chiến công này, ông được tặng thưởng quân chương cờ đỏ, đây là phần thưởng cao quý nhất của đất nước Xô Viết. Quân chương cờ đỏ ra đời vào tháng 9 năm 1918, là quân chương đầu tiên của nước Nga Xô Viết. Nó được trao tặng cho binh lính và sĩ quan Hồng quân đã thể hiện sự dũng cảm đặc biệt trên chiến trường. Người được tặng thưởng đầu tiên là sư trưởng sư đoàn bộ binh Ura số 4 Vasily Pliukhe. Semyon Buronnui nhận quân chương này với số 34. Không lâu sau khi được tặng thưởng, Buronnui nhận được tin buồn. Bố ông qua đời vì bệnh sốt phát ban và viêm phổi. Mấy tháng sau khi bị thương, trong một trận đánh, em trai của ông là Denis cũng hy sinh. Chết chóc, đói, rét và dịch bệnh. Thực tế cuộc nội chiến là như vậy. Con số chính xác những người chết trong những năm xảy ra nội chiến đến bây giờ vẫn chưa rõ. Chỉ có thể xác định gần đúng bằng cách tính con số khác nhau của dân số toàn quốc vào các năm 1917 và 1926. Đó là 5.750.000 người. Đây là giá trị gần đúng của sự mất mát không thể bù đắp trong cuộc nội chiến, trong đó có cả con số tử vong không liên quan gì đến chiến sự, như đói rét, dịch bệnh và khủng bố thường ngày nói chung. Trong một trận đánh diễn ra vào mùa xuân, tư lệnh binh đoàn số 10 Egorov bị thương. Tuy chỉ mới mấy tháng làm việc dưới quyền của tư lệnh, nhưng Buronnui đã kịp tạo ra thiện cảm với cựu trung tá quân đội Nga Hoàng. Thấy Egorov ngã xuống, Buronnui chạy ngay đến chỗ tư lệnh và băng bó cho ông. Gần 20 năm sau và Egorov lúc đó đang bị bắt sẽ buộc phải khai báo để chống lại Buronnui.
Mùa đông năm 1919, lực lượng Cossack sát nhập với quân đoàn tình nguyện của tướng bạch vệ Anton Denikin. Tháng 6 năm 1919, quân lính của Denikin tấn công Kharkov, Ekaterinoslav và Sarysin. Quân bạch vệ tiến đến Moscow. Số phận chính quyền Xô Viết như treo trên sợi tóc. Giai đoạn này những người Bolshevik gọi là thời điểm gay go nhất của cách mạng. Sau vài tháng, quân của Denikin đã tiến đến sát Ore, thành phố Tula bị đe dọa. Ở Moscow đã chuẩn bị để sơ tán các cơ quan nhà nước. Nhưng trong các trận đánh gần Ore, Hồng quân giành được chiến thắng, quân bạch vệ phải rút lui. Ngày 19 tháng 11 năm 1919, Stalin ký sắc lệnh đổi tên quân đoàn kỵ binh thành binh đoàn kỵ binh. Voronoi được cử giữ chức tư lệnh binh đoàn, còn Voroshilov và Sadenko là ủy viên hội đồng cách mạng. Binh đoàn kỵ binh số 1 huyền thoại đã ra đời như vậy. Binh đoàn kỵ binh số 1 được thành lập trên cơ sở quân đoàn kỵ binh số 1 kết hợp với các đơn vị khác. Ngoài mấy sư đoàn kỵ binh, binh đoàn kỵ binh số 1 còn có 4 đoàn tàu bọc thép, 1 đội xe thiết giáp, 1 tổ không quân và các sư đoàn bộ binh. Tổng quân số của binh đoàn lên đến 17.000 người. Những chiến thắng của quân đoàn kỵ binh Voronoi đánh bại quân bạch vệ của tướng Denikin ở gần Voronezh và khu vực làng Katonoe cho phép Hồng quân tiến đến 250 km và đẩy nhanh việc đánh tan quân thù ở sông Đông. Tháng 1 năm 1920, Hồng quân chiếm được Rostov. Khi kỵ binh của ta vào thành phố, các cậu bé trên đường phố vẫn đang còn bán báo với các bản tin về chiến thắng mới nhất của quân bạch vệ. Ở Rostov, Voronoi gặp lại chỉ huy của mình trước đây là Boris Dumenko. Nhưng chưa đầy một tháng sau, Dumenko bị bắt và đưa ra xét xử về tội quan điểm chống Liên Xô và ám sát chính ủy quân đoàn. Voronoi được gọi đến với tư cách là nhân chứng đã nói với tòa án binh rằng Dumenko gặp ông ở Rostov và khuyên ông về với bạch vệ. Cả Voroshilov và Sadenko xác nhận điều đó. Theo phán quyết của tòa án binh, Boris Dumenko bị xử bắn. Nhiều binh sĩ phẫn nộ trước hành động của Voronoi tại cuộc meeting và thậm chí còn la ó phản đối tư lệnh binh đoàn của mình. 40 năm sau, trong hồi ký của mình, Semyon Voronoi tiếp tục khẳng định tội của viên chỉ huy đầu tiên của mình và xác nhận rằng Dumenko kiểu như chỉ chờ thời điểm thuận lợi để đưa quân đoàn của mình về với bạch vệ. Sau trận đánh tan binh đoàn của tướng Denikin, Voronoi được gọi về Moscow. Ở đây ông làm quen với ca sĩ nổi tiếng Fedor Sayabin mà ông rất thích những ca khúc do ông ấy hát. Voronoi tiếp tục nổi tiếng với tình thân ái giản dị của người lính, mời ca sĩ cùng một lúc cả sâm banh và mỡ lợn muối của vùng sông Đông. Bản thân Voronoi có thính giác âm nhạc tuyệt vời, biết chơi nhiều nhạc cụ và đặc biệt ông chơi đàn phong cầm rất điệu nghệ. Đến nay vẫn còn lưu truyền đĩa song tấu đàn phong cầm. Ở đó Voronoi chơi harmonica, còn accordion do nhạc công nổi tiếng Grigory Zaitsev biểu diễn. Voronoi cũng thích khiêu vũ. Tại một buổi tiệc chính thức trong chuyến đi nước ngoài, trong các quân nhân Xô Viết, chỉ một mình Voronoi biết nhảy. Sau hôm đó, trong chương trình đào tạo của Học viện Quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu, quyết định thêm một môn học mới, tập khiêu vũ. Không lâu sau, Voronoi lại được cử ra mặt trận. Binh đoàn kỵ binh số 1 của ông sẽ phải chiến đấu với quân đội của Cộng hòa Ba Lan. Sau cách mạng tháng 10, chính phủ Liên Xô hủy bỏ các hiệp ước của Nga Hoàng, ký kết vào cuối thế kỷ 18 giữa Nga, Phổ và Áo về phân chia lãnh thổ Ba Lan.
Cộng hòa Ba Lan được thành lập vào tháng 11 năm 1918, ngay lập tức gây chiến với các nước láng giềng là Đức, Cộng hòa Nhân dân Tây Ukraine, Cộng hòa Xô Viết Belarusia và nước Nga Xô Viết. Mùa xuân năm 1912, quân đội Ba Lan chuyển sang tấn công Belarusia và Ukraine, chiếm đóng nhiều thành phố lớn, trong đó có Kiev. Ngày 5 tháng 6 năm 1920, vệ binh của Budonui đột phá mặt trận của quân Ba Lan. Quân Ba Lan bỏ lại Kiev và rút lui. Binh đoàn kỵ binh số 1 theo sát gót chân chúng đường tấn công đi qua Elvo. Cảm tưởng như thêm tí nữa thì thành phố sẽ thất thủ. Nhưng họ nhận được lệnh dừng chiến dịch. Gần qua sau, Hồng quân bị thất trận và binh đoàn Budonui cần cho mảng mặt trận khác. Họ được điều đến Krum, đến khu vực Bắc Tavria, nơi bị quân bạch vệ của tướng Range đánh chiếm. Ở mặt trận phía nam, trên đường đến Krum, trong binh đoàn của Budonui xảy ra lộn xộn. Chỉ trong tháng 10, trong quân số của binh đoàn, 1.200 binh lính đã đầu ngũ, dấy lên nạn cướp bóc, trộm cắp, phá hoại nhằm vào người Do Thái. Tư lệnh mặt trận phía nam Mikhail Ruzhe viết cho Lenin: tôi nghĩ rằng binh đoàn kỵ binh số 1 sẽ là mối đe dọa cho sự bình yên của chúng ta trong thời gian tới. Kết quả là sư đoàn kỵ binh số 6, binh đoàn Budonui bị giải thể. Sư đoàn trưởng chỉ huy các lữ đoàn và trung đoàn bị đưa ra xét xử. Gần 400 binh lính của binh đoàn bị xử bắn vì phạm tội. Mùa thu năm 1920, Hồng quân đuổi quân của Range ra khỏi Bắc Tavria, tấn công chiếm được Berekov và tiến quân đến sát Rum, gần với bờ biển Đen. Quân bạch vệ và thường dân lên đầy các tàu thuyền để đi khỏi Sevastopol, Yalta và các thành phố khác vì sợ Hồng quân đang đến gần. Trong hồi ký, Budonui viết là quân của mình chiếm các thành phố đó, nhưng trên thực tế, chúng bị binh đoàn kỵ binh số 2 của Philip Mironov và binh đoàn bộ binh Agurkov đánh chiếm. Binh đoàn kỵ binh số 1 tham gia đánh chiếm Rum, nhưng đi sau binh đoàn Mironov một ngày đường. Nội chiến kết thúc với chiến thắng của Hồng quân. Semyon Budonui chiến đấu ở Ukraine cùng với các đội của cha Makhno và sau đó ông trở về Rostov làm việc ở ban tham mưu của quân khu Bắc Kapkap. Klimen Vorosilov được cử giữ chức tư lệnh quân khu, còn Budonui là phó của ông. Suốt 7 năm, ông không nghỉ ngơi, chiến tranh thế giới thứ nhất, rồi hai cuộc cách mạng và nội chiến. Ông buộc phải làm quen với cuộc sống yên bình lại từ đầu. Vào tháng 1 năm 1923, Budonui cùng với Vorosilov đến Chechnya. Chính phủ Liên Xô cho vùng này thể chế khu vực tự trị. Và nhân dịp này, ở Urusmartan tổ chức cuộc meeting. Họ thích thú nhìn Budonui, người dân miền núi, được đón một vị chỉ huy với quân chương và thanh kiếm danh dự gắn với đá quý. Trong đám đông, tiếng trầm trồ không ngớt, tướng Hồng quân. Sau cuộc meeting, khách được mời dự tiệc, còn thanh niên Chechnya nhảy bộ điệu Ledginka. Budonui không nén được và cũng nhảy với họ. Đến khuya cuộc vui mới kết thúc. Và như thế, Budonui trở thành cha đỡ đầu của khu vực tự trị Chechnya. Sau chiến tranh, quân đội đón chờ một cuộc cải tổ lớn, cần phải khôi phục lại. Các đơn vị kỵ binh đã bị tổn thất đáng kể trong thời kỳ nội chiến. Bây giờ Budonui phải bảo vệ quan điểm của mình không phải trên chiến trường, mà ở văn phòng các thủ trưởng cấp cao. Binh đoàn kỵ binh số 1 vẫn là đứa con yêu quý của ông. Trong thời kỳ chiến tranh, đặc biệt là thời gian sau đó, ông đấu tranh cho binh đoàn của mình. Lúc đầu họ muốn giải thể nó, sau thì muốn chia nhỏ ra thành vài đơn vị và đóng quân rải rác trên cả nước. Budonui được đưa về Moscow làm trợ lý tổng tư lệnh Hồng quân về binh chủng kỵ binh. Tháng 1 năm 1924, khi Lenin mất, Semyon Budonui cùng với các chỉ huy Hồng quân khác đã khiêng quan tài đựng xác của người.
Sau khi Lenin mất, trong nội bộ đảng Bolshevik xảy ra chia rẽ, và nặng nhất là sự thù địch giữa Stalin và Trotsky. Biết Stalin từ hồi Saritsyn, Budenui đứng về phía ông. Ngoài ra, ngay từ đầu, Trotsky đã không thích Budenui. Trotsky đã viết như thế này về binh đoàn của Budenui năm 1919 khi ông ở mặt trận về. Đó thực sự là một băng đảng, còn Budenui là thủ lĩnh Ataman. Băng này đón nhận phát biểu của tôi bằng tiếng gầm ghè, còn một cái vẫy tay của Budenui tác dụng với họ như một cú đánh bằng roi điện. Đó đúng là Razin thời hiện đại. Ông ta dẫn dắt băng đảng của mình đi đâu thì không rõ. Hôm nay thì theo Hồng quân, mai thì theo Bạch vệ, và tất cả họ sẽ đi theo ông ta. Và cũng trong năm 1924 đó, ở gia đình của Budenui xảy ra tai họa. Vợ của ông luôn bên cạnh ông suốt cả cuộc chiến khi làm y tá và biết sử dụng súng rất tốt. Nhưng vào một ngày nọ, ngẫu nhiên định mệnh đã đến. Nhà có khách và vợ ông định đùa, lấy súng ngắn của Budenui ra chơi. Bà đùa dí súng vào thái dương mình và bóp cò. Không ngờ súng đã lên đạn. Ở Moscow lan truyền tin đồn Budenui giết bà vợ phản bội. Nhưng lời đồn thổi này không có một tí sự thật nào. Ngoài ra, từ lâu hai người đã sống như những người xa lạ. Nguyên nhân trước hết là vì họ không thể có con. Không lâu sau, Budenui trở thành tâm điểm một vụ bê bối về văn học. Nguyên nhân là do việc ra đời của cuốn sách Binh đoàn kỵ binh của Isaac Babe. Isaac Babe, nhà văn, nhà biên kịch, nhà báo. Mùa xuân năm 1920, ông được cử đến Binh đoàn kỵ binh số 1 với vai trò là phóng viên chiến trường. Trong cuốn sách của mình, Babe nêu bật sự khủng khiếp của chiến tranh và những vi phạm xảy ra ở binh đoàn kỵ binh số 1 năm 1920. Tuy nhiên, binh sĩ của Budenui nổi giận. Chính tư lệnh binh đoàn đã trả lời Babe rằng bài báo trong tạp chí tháng 10 với cáo buộc nhà văn tội lừa dối Voroshilov cũng phẫn nộ. Nhà văn Maxim Gorky ủng hộ Babe. Budenui và Voroshilov buộc phải rút lui ý kiến, nhưng cuộc tranh luận kéo dài suốt 4 năm. Cái chết của vợ, đồn đoán, scandal trong ứng bản. Budenui phải chịu đựng tất cả những thứ đó trong một năm. Mối tình mới đã giúp Semyon Budenui vượt qua những cú đánh của số phận. Trong một chuyến đi nghỉ ở Kislovod, ông làm quen với Olga Bunitskaya, cô gái trẻ hơn nhiều. Nhưng điều đó không thể cản trở cuộc tình sôi động. Không lâu sau, họ cưới nhau. Và Olga không giống cô vợ đầu tiên của ông. Cô học ở nhạc viện và sau đó là ca sĩ solo của nhà hát lớn và biểu diễn với nghệ danh là Mikhailova. Cô có chất giọng mạnh mẽ và hiếm có, concerto. Là con gái của nhân viên đường sắt, hiểu sự đói nghèo và thiếu tự do. Cô biết rõ mình muốn gì ở cuộc đời. Cô mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng, muốn tỏa sáng và chinh phục thế giới xung quanh. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không trùng với hình dung của ông chồng Semyon Budenui về cuộc sống gia đình, mà điều chính yếu là nhà và con cái. Mặc dù Bolshevik giành được chiến thắng trong cuộc nội chiến, nhưng ở Trung Á vẫn tiếp tục chống đối chính quyền mới. Mùa xuân năm 1926, Stalin cử Budenui đi dẹp loạn Basmachi và vị tư lệnh có thể làm công việc mà như ông từng nói là mình làm tốt hơn cả, chặt đầu quân thù. Khẩu phỉ Basmachi là phong trào du kích mang tính quân sự chính trị của dân cư vùng Trung Á, tự đề ra mục đích chiến đấu chống chính quyền Xô Viết và đuổi Bolshevik. Phong trào này bắt đầu trên lãnh thổ Turkestan và tiếp tục trên lãnh thổ Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan và Kyrgyzstan hiện nay. Chiến đấu với thổ phỉ Basmachi khá khó khăn. Ban đêm chúng bất ngờ xông đến, còn ban ngày thì lẩn trốn trên núi. Khi đến nơi, Budenui hành động cương quyết, thành lập các nơi đồn trú, các đơn vị tự vệ trong trường hợp bọn thổ phỉ hoặc các đội cơ động của chúng xông đến. Ông cho chọn cái giống ngựa chịu đựng tốt khí hậu Trung Á, tích cực làm công tác với người dân địa phương. Họ đề nghị thổ phỉ Basmachi tự nguyện đầu hàng để đổi lấy tính mạng và tự do.
Trong thời gian ngắn, chủ lực của Basmachi bị đánh tan. Một phần các đội thổ phỉ chạy sang Đức, Afghanistan. Một số tay súng tiếp tục quấy rối vài năm nữa. Nhưng Buronui đã có thể quay trở về Moscow. Mặt trận Turkestan cải tổ trở thành quân khu Trung Á. Dù có tham gia các chiến dịch nguy hiểm đến thế nào đi nữa, Buronui cũng không hề bị xây xát. Ở làng chợ Yangi, Buronui tổ chức mít-tin. Ở đó ông giải thích cụ thể cho người dân rõ Hồng quân ở Turkestan để làm gì. Sau mít-tin, Buronui nằm nghỉ. Và khi thức dậy, ông thấy và áo khoác quân đội của mình bị cắt mấy chỗ. Hóa ra dân chúng ở đây đồn đại là đạn không thể chạm được người vị tư lệnh, vì áo khoác của ông như một tấm bùa hộ mệnh. Không hề cùng điệu, cả nước biết đến Buronui. Những chiến thắng giành được trong thời kỳ nội chiến đã mang lại cho ông vinh quang của một vị chỉ huy kiệt xuất. Tuy nhiên, Buronui rất bình thản trước sự nổi tiếng của mình. Mặc dù hình ảnh của một vị chỉ huy đầu óc đơn giản xuất thân từ nông dân mãi mãi còn lại trong thời nội chiến, Buronui đọc rất nhiều, tiếp xúc với nhiều văn sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, thu thập cho mình cả một tủ sách lớn và hiểu rõ rằng thời gian không bao giờ đứng một chỗ. Khoa học quân sự phát triển nhanh chóng. Để không tụt hậu so với các sĩ quan trẻ, Buronui và các tướng lĩnh thời nội chiến cần nắm được những kiến thức mới. Buronui gặp người lãnh đạo quân đội của Liên Xô lúc đó là Klimen Vorosilov, yêu cầu cho phép mình vào học tại Học viện quân sự. Vorosilov quá ngạc nhiên, dù sao thì bạn chiến đấu của ông cũng đã gần 50, và khuyên ông nên gặp Stalin. Và như thế, ở học viện xuất hiện khóa học đặc biệt, ngồi cùng bàn với Buronui là nhiều anh hùng cuộc nội chiến mà do hoàn cảnh chưa được học đến nơi đến chốn. Vài người trong số đó cùng tuổi với Semyon Buronui. Bài chính tả bằng tiếng Nga đầu tiên do các quân nhân viết đã gây ra một cú sốc. Bài viết cả đống lỗi quái dị. Họ buộc phải học các môn tiếng Nga, toán học, địa lý và lịch sử. Ở tuổi 48, lần đầu tiên Buronui thực hiện cú nhảy dù. Khi biết được điều này, Stalin đã phê bình ông gay gắt. Các quân nhân cấp cao thậm chí còn bị cấm tự mình lái xe ô tô. Hành động của Buronui bị coi là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng. Nhưng Buronui báo rằng nhảy dù là việc chương trình đào tạo bắt phải học. Chỉ khi đó Stalin mới hết tức giận và thông cảm. Năm 1932, Buronui tốt nghiệp Học viện quân sự mang tên Frunze, và 3 năm sau ông được phong hàm nguyên soái Liên Xô. Cùng với Buronui, 4 người nữa cũng được phong hàm nguyên soái: Klimen Vorosilov, Mikhail Tukhachevsky, Vasily Baliukhe và Alexander Egorov. Cả 5 người chụp ảnh kỷ niệm và bức ảnh được in trên tất cả các tờ báo ở Liên Xô. Nhưng không ai có thể hình dung được rằng trong quân đội sắp xảy ra đợt đàn áp hàng loạt. Và trong số 5 người này, chỉ còn 2 người sống sót: Buronui và Vorosilov. Người đầu tiên trên ghế bị cáo là Tukhachevsky. Cùng với nhóm quân nhân, ông bị cáo buộc phạm tội âm mưu lật đổ nhà nước. Buronui nhận được từ Stalin nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng VKP với đề nghị khai trừ Tukhachevsky và các đồng chí của ông ta ra khỏi đảng và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan NKVD. Bên lề nghị quyết, Buronui mạnh bạo viết: hoàn toàn đồng ý, cần phải xử tử những tên vô lại này. Tukhachevsky và những người thân cận của ông bị xử bắn. Tại phiên tòa xét xử và tuyên án, Buronui là thành viên của Ủy ban Tư pháp có mặt đặc biệt. Cũng trong năm 1937 đó, vợ của Semyon Buronui bị bắt. Dân ủy an ninh nhà nước Nikolai Ezhov trực tiếp báo cáo cho Buronui về quan hệ của Olga với ngoại giao đoàn nước ngoài và chuyện tình cảm của cô ta với nghệ sĩ độc tấu nhà hát lớn. Buronui trả lời rằng mình không thấy căn cứ để bắt giữ. Còn chuyện ngoại tình, nếu có, là việc riêng và họ sẽ tự giải quyết.
người hâm mộ, các nghệ sĩ trẻ, các nhà ngoại giao nước ngoài. Olga Buryonaya xoay vần trong môi trường đó. Cô nghiện môn đua ngựa và cần tiền để cắt cược. Lúc nào cũng cầm theo người chương trình đua ngựa ở trường đua. Thời gian đó, Buryonaya và vợ sống gần như ly thân. Quá trình điều tra đã buộc tội cô làm gián điệp, ngoại tình và làm mất uy tín của nguyên soái Liên Xô. Olga bị kết án 8 năm quản thúc ở trại lao động cải tạo. Và Buryonaya lại một mình. Buryonaya không bị đụng đến mặc dù có chứng cớ để kết tội ông. Nguyên soái Egorov bị bắt năm 1938 có khai rằng Buryonaya cầm đầu một tổ chức chống phá chính quyền Xô Viết và đe dọa sẽ giết Voroshilov. Những lời khai không tưởng như vậy của ông ta chắc là kết quả của việc bị ép cung. Thế nhưng điều đáng nói, lời khai chống lại nguyên soái lại là do chính Egorov, người mà có lần được Buryonaya băng bó trên chiến trường. Semyon Buryonaya không chỉ tránh được việc bị bắt mà còn lập gia đình mới. Vợ của ông là em họ của Olga, bà Maria. Nguyên soái hơn cô ta 33 tuổi. Nhưng chính lần kết hôn này đã đem lại cho ông hạnh phúc gia đình êm ấm. Năm 1938, họ sinh con trai Sergei. Sau đó con gái Nina và con trai út Mikhail lần lượt ra đời. Từ lâu Buryonaya mơ ước có con và rốt cuộc ước mơ của ông đã thành sự thật. Sau khi vợ cũ Olga được trả tự do vào năm 1955, Buryonaya đưa cô về Moscow, xin cho cô căn hộ. Và cô cũng hay đến thăm gia đình mới của nguyên soái. Tại thời điểm Thế chiến II bắt đầu, Buryonaya đang ở văn phòng của dân ủy quốc phòng Timoshenko. Vài ngày sau, ông được trao nhiệm vụ chỉ huy tập đoàn quân lực lượng dự bị. Đến ngày thứ 18 của cuộc chiến, Semyon Buryonaya được gọi về Moscow để nhận nhiệm vụ mới. Ông lãnh đạo hướng Tây Nam, lấy đầu để bảo đảm cho Kiev, Stalin nói khi tiễn chân. Phòng thủ Kiev là các đơn vị của phương diện quân Tây Nam do Thượng tướng Kirobonov chỉ huy, còn Buryonaya lãnh đạo chung toàn mặt trận. Trận chiến vì thủ đô Ukraine kéo dài hơn 2 tháng. Hồng quân chiến đấu anh dũng, nhưng tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Một bộ phận lớn quân ta có thể bị rơi vào vòng vây. Buryonaya báo tin này về Moscow, đề nghị đưa quân sang bên kia Dnep, nhưng lần nào ông cũng đều bị từ chối. Sau lần báo tin tiếp theo, nguyên soái bị cách chức. Như Buryonaya báo trước, trận chiến vì Kiev kết thúc một cách thảm khốc. Hơn 400.000 chiến sĩ Hồng quân bị bao vây vào chảo lửa. Chỉ 15.000 người trong số đó đột phá được để về với quân ta. Buryonaya được cử chỉ huy phương diện quân dự bị, cần phải phòng thủ Moscow. Các đơn vị bị tổn thất nặng nề, quân địch tiến nhanh và phá vỡ tuyến phòng thủ của Hồng quân. Semyon Buryonaya cố kiềm chế sức ép của quân phát xít. Ông không về nấp ở hậu phương. Có lần xe của ông bị vây bắt và nguyên soái suýt nữa thì bị bắt làm tù binh. Những trận đánh ác liệt tháng 11 năm 1941 nhiều lần làm cho Buryonaya nhớ lại cả chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc nội chiến. Nhưng tuổi trẻ đã qua đi và cùng với nó sự ham muốn làm một nhát cũng không còn. Việc bổ nhiệm Buryonaya ngày càng hay mang tính đại diện. Phòng thủ Moscow giao cho Zhukov và ông được cử giữ chức tư lệnh phương diện quân phía Tây. Phương diện quân dự bị bị giải thể và Buryonaya được gọi về thủ đô để chuẩn bị cho sự kiện mà ít người lúc đó ngờ tới. Mối đe dọa Moscow bị quân Đức đánh chiếm hiện thực hơn bao giờ hết. Nỗi lo sợ bao trùm người dân thủ đô. Và thật bất ngờ, vào ngày 7 tháng 11 năm 1941, tất cả đài phát thanh thông báo tại quảng trường đỏ Moscow đang diễn ra lễ duyệt binh. Và người chỉ huy duyệt binh không là ai khác, chính là nguyên soái Buryonaya. Từ quảng trường đỏ, xe tăng và bộ binh tiến thẳng ra mặt trận. Cuộc duyệt binh huyền thoại này đến nay vẫn còn là biểu tượng của ý chí và lòng dũng cảm của toàn dân. Hình ảnh thân quen trong những năm đó của vị tư lệnh binh đoàn huyền thoại cưỡi ngựa đến các đơn vị và chào mừng họ.
Moscow không dễ gì để bọn phát xít chiếm được. Năm 41 kết thúc với nhiều trận thắng của quân đội Xô Viết, trước mắt là năm 42 gian khổ và nặng nề. Mùa xuân, Budonui được cử làm chỉ huy Bắc Cáp Cáp. Sau mấy tháng giao tranh ác liệt, Sevastopol thất thủ, quân thù chiếm Staropol, Maikop và Krasnodar. Còn trên đỉnh Elbrus, cờ thập ngược được kéo lên. Tháng 8 năm 42, Budonui được gọi về Moscow và được cử giữ chức tư lệnh lực lượng kỵ binh. Các tướng khác thay ông chỉ huy hướng Bắc Cáp Cáp. Họ chỉ huy hiệu quả hơn trong những điều kiện mới của cuộc chiến tranh hiện đại. Thế chiến 2 được gọi là cuộc chiến của những động cơ. Lực lượng tấn công chính là xe tăng, pháo tự hành và máy bay. Nhưng Budonui thấy rõ, thậm chí trong những điều kiện đó, kỵ binh vẫn còn chưa bị ra rìa. Với sự tham gia của chính Budonui, trong Hồng quân bắt đầu thành lập các đội kỵ binh cơ giới. Kỵ binh không xông lên đánh xe tăng và súng máy với gươm tuốt chừng như thường thấy. Họ chiến đấu giống như bộ binh thông thường, còn ngựa chỉ là phương tiện để di chuyển. Đôi lúc kỵ binh xuất hiện rõ ở những nơi mà xe pháo không thể đến được và kẻ thù không ngờ tới. Họ tiến hành các chuyến chọc sâu vào sau lưng quân địch vì họ có không gian rất lớn để cơ động. Nhưng để kỵ binh tác chiến hiệu quả, họ cần được trang bị đầy đủ, được huấn luyện và cung cấp đủ ngựa. Những việc này do nguyên soái Budonui gánh vác, và kỵ binh còn thể hiện nhiều nữa. Đội quân kỵ binh cơ giới đầu tiên được thành lập vào tháng 9 năm 1941. Ở mặt trận Bryansk trong thời gian phòng thủ Moscow, các đội này được thành lập dựa trên các quân đoàn kỵ binh, được tăng cường thêm xe tăng, các đơn vị cơ giới và thiết giáp. Các đội kỵ binh cơ giới cũng có vai trò quan trọng trong giai đoạn kết thúc chiến tranh. Còn đội kỵ binh cơ giới của tướng Pliev được phong danh hiệu cận vệ. Các kỵ binh của tướng Pliev nổi danh trong các trận đánh giải phóng Belarus và trong cuộc chiến giành Budapest. Trong những trận đánh này, bên cạnh tư lệnh của đội quân có cả nguyên soái Budonui. Chiến tranh đang dần hồi kết thúc. Bây giờ các chỉ huy quân đội trẻ được coi trọng hơn. Cấp dưới của Budonui đã đuổi kịp nguyên soái về quân hàm. Có người thậm chí còn hơn ông về số quân chương khi trở thành anh hùng Liên Xô. Còn Budonui nhận được ngôi sao anh hùng Liên Xô đầu tiên cho mình, phải 13 năm sau chiến thắng. Năm 47 bất ngờ, đối với nhiều người, Stalin đề nghị cử Budonui đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Ông được giao phụ trách chăn nuôi ngựa. Vì không tương xứng chức vụ với hàm nguyên soái, không làm Budonui băn khoăn nhiều. Ngược lại, ông lạc quan bắt tay vào công việc. Rốt cuộc, ông đã có cơ hội làm việc với ngựa, động vật mà ông rất mê. Semyon Budonui thậm chí còn xuất bản công trình khoa học về công tác chọn giống trong chăn nuôi và nhân giống ngựa. Ông có thứ để chia sẻ. Trong suốt 25 năm, ông làm công việc chọn giống ngựa và cho ra hai giống mới, Budionov và Tess. Và chú ngựa yêu quý của Budonui là Sofit, sau đó được ghi danh bất tử. Ở tượng đài Kutuzov ở Moscow, đặt trước bảo tàng tranh toàn cảnh trận chiến Borodino. Khi phải đưa chú ngựa Sofit đi nghỉ hưu tại chuồng ngựa quân đội, Budonui nằm, không thể ngồi dậy được để chia tay chú ngựa. Lúc đó phải làm chiếc xe bằng gỗ để đưa ngựa đến chỗ nguyên soái. Những người thân thuộc ở bên ông khi nhìn thấy cảnh này không cầm được nước mắt. Budonui tiếp tục làm việc sau khi Stalin mất. Năm 1955, khi ở tuổi 73, ông được cử vào tổ thanh tra tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Nguyên soái đã có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, nhưng ông cảm thấy vô nghĩa nếu không tham gia công tác. Thậm chí những năm cuối đời, ông tiếp tục làm việc ở Đô Sáp, hội tự nguyện hỗ trợ quân đội, không quân và hải quân.
Nhiều câu lạc bộ hàng không, trường bắn, trường lái xe ra đời nhờ sự quan tâm của Budonui. Semyon Budonui được cấp dưới rất quý trọng, ông được ban lãnh đạo đất nước quý trọng. Tuy nhiên, việc hồi phục chức vụ của Boris Domenko đã trở thành một cú đánh bất ngờ. Năm 1964, bản án kết tội Domenko bị hủy bỏ. Không lâu sau, nhiều cuốn sách và bài báo viết về cuộc đời và chiến công của ông ra đời. Budonui coi việc phục hồi này là sự xúc phạm cá nhân. Ông gọi cho tòa soạn các tạp chí, cho viện tổng công tố quân đội, la mắng họ, viết thư ngỏ, khiếu nại với các cấp cao. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đã đặt dấu chấm hết cho vụ scandal này. Không xem xét lại việc phục hồi cho Domenko, Budonui thất bại trong trận chiến với hình bóng của Domenko đã bị xử bắn trước đây. Vào tháng 4 năm 1973, có lễ mừng nguyên soái Budonui 90 tuổi. Bên cạnh ông là người vợ yêu quý của ông, các con và các cháu thương yêu của ông. Tại nhà Trung ương của quân đội Liên Xô để vinh danh người ba lần anh hùng Liên Xô, người được thưởng 8 quân chương Lenin và 6 quân chương cờ đỏ, đã diễn ra buổi lễ long trọng. Khi lá cờ chiến của binh đoàn kỵ binh số 1 được đưa vào, cả phòng đứng dậy. Chỉ một mình Semyon Budonui ngồi, sức khỏe không cho phép ông đứng dậy. Vào tháng 10 năm 1973 đó, Semyon Budonui từ trần do xuất huyết não. Ở tường điện Kremlin, nơi ông được mai táng, một loạt súng vang lên tiễn đưa vị nguyên soái huyền thoại. Trong lịch sử của đất nước vĩ đại mang tên Liên bang Xô Viết, ông không chỉ là biểu tượng, ông chính là lịch sử của đất nước. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова